đợi mình ra ngoài làng chơi hình như là chơi này là chắc khoảng 3 giờ sáng này nè, 3 giờ đêm chứ mà tự nhiên có gì ồn ào gì không biết. Có phải là anh Vịt hát karaoke không vậy, hay là Ren ta? Để vô qua coi coi. Anh Vịt ơi. Ôi, anh bị mộng vô hả? Từ từ anh ơi. Ủa, anh ôi, Phong ơi, sao nửa đêm hôm qua nhảy vậy? Trời, tự nhiên tối đêm anh hát karaoke làm gì em nghe ầm luôn, em ngủ không được. Qua máng vốn chứ làm gì. Ủa, em hát karaoke đâu, mấy bữa nay anh ngủ anh toàn bị mộng, ngoài anh toàn đi quanh nhà mà anh bị quay em bắt dao anh chém người à. Ôi, bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh vậy là không phải anh hả? Hả? Không phải, chắc không phải anh đâu, chắc là Thảo. Ủa gì kìa? Ủa cái gì kia? Nó tóm lại em coi làm chi? Anh ơi, em thấy cái gì ngoài kia kìa. Cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì to vậy? Nó lủng một cái lỗ ở đây luôn rồi, cái gì mà ghê vậy? Oh my god. Rồi thằng nào đổ rác, đổ phế liệu mà bừa bãi rồi. Đúng rồi anh, chắc cái này cái cục xi măng xây nhà này nó đem mày đổ nè, phải không tao? Mà cục gì tím ngắt thấy ghê quá. Vào nghiên cứu xem coi. Có dùng nham lava vậy đây nè. Bà Timmy đang ngủ, cãi đi anh, mình vô mình coi thử cục này là cục gì, xong mình vô mình báo với bả sau coi bà này. Okay. Để em xem coi. Ủa, bây giờ chắc ủa, bị dính cái nào rồi. Ôi trời ơi, em nghĩ cái này chắc là thiên thạch đó anh ơi. Cái này mà đúng là thiên thạch mà mình vào to luôn á, mình bán cục thiên thạch này mình vào luôn. Trời ơi, em bị cháy ơi, em bị cháy ơi. Thiên thạch còn đắt hơn rồi, mắc hơn rồi kim cương luôn á. Đúng rồi anh, trời. Thôi bây giờ sao anh, bây giờ mình có nên mình vô mình báo với bà Timmy, sau đó mình bán cục thiên thạch này, mình đục cục thiên thạch mình bán, hoặc là bây giờ anh em mình giấu, anh em mình chia cho nhau luôn. Thôi rồi mình cứ vào mình báo bà Timmy, hôm ba để mình khám phá cái cục thiên thạch này có gì đi. Ok đi. Trời, bà ngáy đến nỗi mà ra tới tận đây luôn anh. Kìa à? Kia tự nhiên kia ra đây chi vậy Phong? Nè, trời ơi, hồi nãy á, em thấy có viên thiên thạch nó rơi xuống đây nè, sắm đầu cái này nè, thấy không? Anh thấy không? Cái cục này là cục thiên thạch nè, em đục cái cục này ra thì em phát hiện là nó có cái gì anh? Ông này đâu ra vậy? Không biết cái ổng Vịt á, bò có ông Vịt đi theo ông Vịt tới đây luôn ghê không Phong? Ủa ghê à? Thôi mình xử ổng luôn đi. Này thì nhiều chuyện nè. Rồi, nhiều chuyện như thế. Thì bây giờ nè, cái cổng này nè, tự nhiên cái gì vậy? Tự nhiên cái cổng này nè, em không biết tự nhiên nó xuất hiện cái cổng ở đây nè, chắc là chúng ta đi vào thử không anh? Hay là từ trước khi vào thử á, hình như là em thấy có cái rương vậy đây nè, không biết có phải là kim cương kho báu hay giờ mình coi thử coi. Wow! Oh my god, kiếm đồ giáp đâu nhiều vậy? Có bánh mì hồi máu nữa nè. Lụm. À đây là gì đây? Mình có nguyên bộ giáp luôn rồi, giờ sao? Đúng nhiều luôn á. Cái này có áo cạo tròn luôn Phong. Dạ đúng rồi anh. Thôi đừng. Cái bà Timmy bà phá hoại. Anh không thể chứng kiến là anh đang đổi cái này ạ. Bây giờ mình sẽ hủy đây đi và mình chuyển sang gọi là chế độ nhân vật. Bây giờ mình sẽ xài nhân vật đó. Kaka tăng. Ủa hình như cái này nó có đánh đồng đội rồi. Đâu đánh được đâu. Cáp về bằng dao đẹp không? Ok rồi anh em chúng ta 5 anh em siêu nhân. Đi đâu? Ôi. Cái gì vậy Xiên? Ôi sao mới vô tiền bây giờ xuất hiện nóng vậy? Đánh tấn công mình kìa, có khủng long nữa kìa. Anh bà cái anh chết chạy mất hết đồ. Vậy thì anh lấy lại đồ trong rương đi còn mà anh. Ui. Ok. Ôi mình đứng đây mình đợi anh Vịt đi, trời anh Vịt anh vừa vào cái anh chết luôn. Ủa mà sao tự nhiên anh chết vậy? Vậy vào cái đâm đầu xuống lava luôn. Ui. Ủa cái này là ai nhìn giống người ngoài hành tinh vậy? Ủa hình như tôi thấy ở đây hình như là một youtuber phải không Timmy? Mấy bạn ơi, bạn thấy cái người này quen, mấy bạn nào mà biết người này tên gì mấy bạn nhớ comment. Đây là bây giờ anh đang đứng ở ngoài này luôn đây Phong. Dạ sao anh? Đây để có đường vô nè. Vô thế nào vậy? Anh bấm tường vô vậy nè. Rồi. Thế rồi. Wow, để đâu ra khúc long nữa vậy? Ok cây này dưới này. Chơi qua sao ta? Mình đi đường này các bạn đó. Này đúng rồi, anh nhảy qua đi. Nhảy qua cũng nhảy bắt cua. Ăn bánh mì vô. Nhanh. Coi cái gì vậy? Ok rồi. Lên. Ôi trời. Ôi. Mày. Ôi. Ôi trời. Ôi cái tượng của ai tôi vậy? Em không biết nữa. Hình như cái tựa này là của Jaki sao anh? Em thấy cái youtuber tên là Jaki, hình như là ổng có skin này nè. Nhưng mà ông đâu chơi Mini World, ông chơi My Rap mà. Hình như là ổng bị bắt ở đây đó, hàng gì bấy lâu nay em thấy ổng ít ra video là do ổng bị bắt ở chỗ này. Trời ơi. Thế thì mình sẽ thực hiện phi vụ là giải cứu Jaki các bạn ơi. Vô. Sao mà quá giật đóng vậy? Đằng sau đấy nè. Ôi cái chết. Hết nâu rồi. Gì đó. Ồ chết rồi. Ê có chừng ở đây có chừng. Ăn bánh mì vô, có chừng bị hết nấu giờ. Từ từ mình chặt anh đi. Sao anh? Ông ăn gì để ông ăn cái gì mà trong bụng nguyên nhiều quá vậy chị? Em không biết. Chắc ổng ăn cái gì mà. Anh đi tên rồi. Đúng rồi. Bây giờ mình mở cửa. Từ từ mọi người có sao chưa để mình mở cửa mình bay vô liền thôi để. Bây giờ thực hiện kế hoạch Dương Đông Kích Tây rồi đó, mình chia của đây có hai cửa nè. Ok. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị chưa? Một tấn công. Đập đi. Giết hết. Ấn đánh từng con một thôi. Solo. Em coi chừng nó luôn á. Ủa xem giết hết rồi. Ok chết rồi. Ôi lên. Ôi còn đông lắm anh ơi, còn đông trên đó lắm, từ từ anh bật đi. Không nhìn thấy cái gì luôn. Trời ơi, ông Jaki nào ông ăn cái gì mà sao quấy giật nó sản sinh cho bụng ổng nhiều vậy? Ôi trời còn có một con bị nhốt à? Ủa trong đây hai con gì bị nhốt hả? Con gì ghê vậy? Trời ơi, từ mình đập cái này ra coi, hình như cái này là cái này là cái gì? Ủa sao anh dịch lên nó sớm vậy? Nhưng mà thì cái con bự bự ở dưới kia là sao vậy? Ủa trong này lại có thêm một con bị nhốt nữa nè. Ui. Sao mà quái vật nhiều quá ta? Ôi anh ơi có con gì bự nè anh ơi, lên đây. Có con gì màu tím tím bự nè. Vô đây. Ở dưới con nè. Nè có con gì bự màu tím tím. Em bị ngược lại rồi. Em bị cử động ngược rồi. Nó. Ôi Timmy sao em lại đập được cái lỗ này vậy? Rồi chết rồi. Xem được cái. Ôi bên này cũng còn con nữa nè ơi. Ủa? Hai con luôn. Chết rồi kìa. Ủa phan từ từ rồi xong em ra em vô rồi. Ôi phan từ từ. Ôi nó chết được kìa. Ủa vậy mấy con này là tốt hay là xấu vậy? Anh nhận được cái này từ con tím tím mà Timmy vừa đập nè. Hấp chưa? Em cũng nhặt được viên ngọc nè. Ủa để làm gì vậy? Ôi mọi người trong rương này có quá trời súng luôn nè. Ôi. Gì có súng vậy? Em không biết nữa, từ từ mình lấy đạn đi. Timmy tham quá đây hết luôn. Quá trời súng luôn. Ok. Từ từ Timmy ơi. Nạp đạn vô. Để đây. Chúng ta lấy súng này, súng lục và súng cả cung tên luôn cả. Ôi nhiều ấy. Không biết nữa, em không biết nó sẽ đi nhiều dữ. Nhiều đạn quá nè. Còn hình như là còn sao á. Bên này. Bên còn. Sau khi đánh boss cầm theo nước có ga. Nước có ga. Hai con kia mình mới đánh hai con kia trước rồi mình mới được lên. Vậy là hai con kia là nó có nước có ga hả? Ok đi xuống nào. Con này hả? Dạ đúng rồi anh, hai con này nè, mình đập tường nè. Giờ mình đập tường ra mình đánh nó. Đây. Mình đánh nó thế nào cũng đánh mình, nó sẽ chọi bơm, hình như con này chọi bơm ta không? Hình như con màu đỏ mới chọi bơm, con này hình như là gì vậy? Con này con tím rồi. Đang đập nè, từ đừng có ai đụng tôi nha, tôi đang đập được 50% này nè. Ở dưới con không ta? Dưới không có tầng 1 không có thì có tầng này mà tầng bên trên thôi, hai con này. Ôi từ nó có mỗi hai con nữa. Có hai con anh em cũng không biết sao nữa. Giờ mình cứ giết cái đi, xem như thế nào coi nè. Ok, chúng ta chuẩn bị sơ ba đây. Ok rồi. Kẻ đó. Không cận. Ủa sao nó không rơi ra gì vậy? Nước có ga là cái gì vậy? Hình như là nước ngọt đó sao anh? Ủa mà cái con dưới đây giết chưa? Giết rồi mà. Đâu cái cục màu hồi nãy đâu? Đưa tôi coi. Đây cục này hả? Nhanh lấy ra được một cái cục tím nữa đó. Cầu thang gì đây? Để em lên thử xem coi. Lên coi. Đi lên. Lên đây nè. Lên chưa. Ôi cái tí gì ồn quá à. Hồi cái tí gì nó ồn ào quá anh Vịt ơi. Bên đây nè anh Vịt, bên đây nè có cầu thang nè. Có cầu thang bên đây nè, bên đây có cầu thang nè. Ủa cái tiếng gì nó ồn vậy? Qua đây sao anh nhảy luôn bên trên rồi. Cái gì vậy? Nó hút tôi nè, vô đây lên đây mọi người, vô đây. Ủa lên. Con kêu thang, ok. Nó hút em anh ơi. Ủa nghe tiếng hôn đây. Nó hút em nè. Nó hút em. Chết nè, súng của tao nè, bắn chết tụi mày. Ôi mình con này. Đi đâu chưa? Bắn. Ôi còn con trên đầu anh ơi, con màu tím nè. Hai con liền. Chết đi. Em chết luôn. Trời ơi, hóa ra là não. Hóa ra não của Jaki bị mấy con này chiếm đóng cho nên là ổng không ra video được luôn. Lấy nước có gà. Ủa có hả? Ôi nhiều, đúng nhiều luôn à. Nước có gà nè. Thôi mình lấy ít thôi, mình lấy ít, mình chia cho người kia nữa, mình lấy. Ủa mà nước của ai làm gì vậy? Em không biết nữa. Để ăn thử coi. Hình như là để nhảy cao hay sao á. Ô cao thiệt. Ô người cao thiệt. À mình nhảy với cái tấm mà nó. Ủa hay mình phải đập ra ta, đâu đem em đập ra thử. Không đi qua cái miếng màu vàng hồi nãy á. Miếng màu vàng hồi nãy. Ủa đâu rồi? Lấy nước coca. Ờ đi đâu nữa? À đây từ cái tấm nào nãy em mới leo lên. Để đi xuống nào tấm. À đây tấm này. Xuống Timmy xuống. Ok đi qua đây hả? Ok đi qua đây. À đi qua đây nè, Ủa? Đi đây hả? Ôi đây rồi. Ủa gì? Ủa cái gì vậy? Dùng nước coca nhảy lên đầu. Em nhảy được lên đầu rồi nè. Lên kia chưa? Nếu mà được em lên này Ok chúng ta sẽ lên cầu kia bạn. Đó, nhảy lên này. Ok. Uống nước coca lại nhảy. Em rơi xuống luôn. Ủa vậy là chúng ta đã giết hết bọn quái vật trọng rồi. Ủa. Tôi nghĩ là mình sẽ đặt đầu Jaki để đi xuống, tôi nghĩ vậy. Không biết. Có hả? Ờ đúng rồi, chắc cái là do hồi nãy chúng ta lên. Không phải. Hay là giờ sao phong xong rồi. Bà Timmy bà khoét thùng lủng đầu Jaki một lỗ rồi sao sống. Ôi tội Jaki quá. Ôi god mà Timmy bà ép vậy. Lủng một lỗ rồi sao sống. Vậy rốt cuộc là mình lên tới đây để làm gì vậy? Đây cho tôi lên xong tôi nhìn tôi sẽ biến thành con nà để tôi suy luận. Lên nè. Lại cao vậy. Không dừng. Phan hình như đem xem là chắc bạn này chỉ muốn tụi mình nhìn lên thôi chứ gì. Nãy em mới rơi xuống em xem chết luôn. Ở đây em gì nè, bà khoét một lỗ đầu ra kia luôn. Thôi, bà ép kìa. Sợ luôn. Lũng sợ luôn. Bây giờ làm gì nữa mình. Ủa khoan. Ok hình như là tôi nên không đi được hay sao á. Đúng rồi. Hình như là chúng ta đã giết hết được bọn quái vật để cứu ổng rồi sao á, để xem coi. Hết rồi, hình như là hết rồi. Oh my god. Chúc mừng Jaki nha. Chúc mừng Jaki vì đã hết vi khuẩn mà chia buồn Jaki vì tự hết vi khuẩn thì lại mọc cái lỗ trên đầu. Đúng rồi. Thì đây là một con hát cực kỳ thú vị luôn, thì bọn mình chơi ở đây là cũng hết video rồi. Thì nếu bạn thấy yêu thích video thì đừng quên để lại cho bọn mình một like, một share, một subscribe cho bọn ba má nào bọn mình nha. Và nhớ là đừng quên là để lại comment mấy bạn thấy con nhân vật này có quen không nha. Mình thấy quen lắm luôn á bạn. Mấy bạn biết youtuber này là ai thì mấy bạn hãy cho mình biết tên nha. Đúng ok rồi. Tôi nhảy cao quá. Ok và bộ ba bá đạo tạm biệt anh em nha. Bye bye mọi người. Chào nè. Chào mọi người. Ok bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Yêu mọi anh em vãi nồi.